Đây. Nay em lên cho các bác một cái đôi bố mẹ. Đôi này là tông 939. 939 thì nó đã ra con rồi. 939 là ra con. Đâu rồi? Ở đây. 393 chứ. 393. Đấy. Tiêm mấy mũi Covid thì nhiều khi nó cũng hay lẫn. Nhà làm gì có mã nào mã 939, chỉ có 393 thôi. Thì cái tôi số 3 này là bán cho một bác ở hình như ở Thái Nguyên rồi. Thì bây giờ thả vào lồng số 3 là cái đôi 9393. Đây. Đây. Gia đình nhà hắn đây. Em kéo cái cửa này lên quay cho nó rõ. Đó. Con mái này rất là thuần luôn. Đàn ấp. Mái to. Đàn ấp. Con bố đây. Đó. Bố đấy. Bố to lắm. Không biết là bác Thái Nguyên bác có xem được video này không. Đó. Chim âm rất tốt luôn. Con bố đây. Con mẹ này, đuổi con mẹ đấy nhá. Sẫm trứng nhá. Sẫm trứng luôn. Đấy. Bác nào cần có cái bác nào có cái AV thật đẹp mấy cao tuổi muốn gây một cái đôi giống thuần đẻ bộ đẹp âm tốt thì kết nối với chú Thao về cái mã này chia bớt cho anh em. Đấy. Đấy. À. Đấy. Đúng như đôi chim này. Đó. Đấy. Đấy. Sở hữu những đôi chim phải nói là rất ok luôn. Đấy. Trứng bắt đầu sẵn rồi. Trứng sẵn rồi.